Chính ai cũng tha thiết em biết chọn ai. Sau khi đi chợ, Vĩnh đã hộ tống Trâm Anh về nhà lấy thêm đồ. Chuyện tình cảm của cặp đôi Vĩnh và Trâm Anh có vẻ suôn sẻ nhất trong ngôi nhà chung. Nhưng khoan đã, lúc gần nhưng cũng có lúc xa. Rốt cuộc mối quan hệ này là gì? Không phải đâu, tại vì kiểu như là thí dụ người ta thích em thiệt á, thì người ta đã tự động đứng với em rồi. Ok, anh xin tắt máy 5 giây. Trên xe, trong khi chờ Vĩnh và Trâm Anh, Quang Minh và Phương Uyên cũng có những khoảng thời gian riêng. Giờ sáng là Trâm Anh nói gì nè, rồi nói là em gu của em á, là kiểu anh Minh thì á, ý là anh Minh bê ghép đôi với chị á, thì em không có để ý ai trong đó nữa hết. Cái xong cái em nói vậy nè. Tại vì á, bây giờ hai người thích em mà hai con bé đều thích hết rồi. Con Mai thì thích Vĩnh, đúng không? Còn Trâm Anh thì thích đó. Thì em nói á, hồi trước chị có nói mà chị chơi trong chương trình này chị chấp nhận là bà Mai bà mối cho hâm tụi em. Chỉ cần tụi em nói tụi em thích thì chị tạo điều kiện hết cho tụi em. Nhưng mà giờ sao kịp nào hết. Cái chị nói kịp hết, không có cái gì là không được hết. Chị thay đổi được hết á. Mai nói bây giờ em thích quá à, mà giờ em không biết làm sao. Và nếu bây giờ em giữ Vĩnh lại á, thì bỏ anh Sơn thì tội. Cái em nói đây nè, không phải là em tội, nhưng mà vấn đề bây giờ em á, giữ một người em thích, nhưng lỡ người ta cuối chương trình người ta không tỏ tình với em thì em lại đau. Còn bây giờ á, em giữ mà lại một người tỏ tình với em mà em bỏ, em không giữ cái người em thích thì em lại buồn. Tại vì người ta không đi đến cuối chương trình với em. Em đang mong lung như vậy. 4 ngày nay thức với nó 1, 2 giờ đêm là chỉ có nhiêu đó nó hỏi hoài. Vậy là em nằm cùng nó hay là... Em không nằm cùng nó, bỏ lăn qua nằm với em. Em với Hoàng mà, nó nằm bên đây nó cứ hỏi chổng 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 qua xong hỏi trả lời mà. Em buồn ngủ, em trả lời từ lớn lớn thôi, em trả lời nhỏ nhỏ xuống cái nó đi qua tới bên đây luôn. 2 giờ sáng. Đã nói em nói gì nè, trời chị đã già rồi mà mấy em bắt chị thức cho mấy em chị thức không nổi thực sự luôn á. Em bỏ chân em ngồi đây thôi nghe chứ không có gì hết. Thì mọi người ơi, đủ các loại size màu nào cũng có hết trơn mọi người ơi. Anh mua tặng người yêu đi anh. Màu tím là ở đây của hãng LV á, nên cũng khá giá khá đặc cao. Hồi nãy nói là gì, hỏi cái vấn đề là cặp đôi, đôi bí ẩn. Mọi người lưu ích lại, mọi người nghĩ là Hoàng với Vĩnh. Hoàng với Vĩnh hả? Sao logic theo Hoàng với Vĩnh ta? Theo bé Mai logic và theo Trâm Anh logic. Nhưng mà thấy nãy giờ Vĩnh lắm cho nên chắc cô bỏ cái định đó rồi. Chứ lúc mà mới xuống thì vẫn còn giữ ý định đó nha. Vẫn còn giữ ý định đó. Xong rồi cái nó, ủa sao mọi người không ai nghĩ chị hết. Mọi người đấy là mọi người có nghĩ, mọi người nghĩ mọi người lúc đầu á thì mọi người nghĩ là chị với anh Hậu. Xong rồi thấy chưa, xong rồi lúc sau á là mọi người cũng nghi chị, chị nói là nghi chị với ai, nói nghi chị với Vĩnh. Xong rồi cái gọi là bây giờ còn nghi không, cái nói thì cũng có thể là cặp đôi bí ẩn chứ sao không. Cái chị mới nói nếu như mà chị mà là cặp đôi bí ẩn á thì chị sẽ chọn cái người cặp với chị chứ chị không có chọn người khác, để sẵn là giữ người đó luôn và cũng không bị phát hiện hơn là chọn người khác. Ủa sao anh không đoán gì trơn vậy? Anh đoán cặp đôi bí ẩn nó là song tính chứ anh không có đoán là một nam một nữ. Sơn với Tùng. Sơn với Tùng. Anh đang nghi là vậy đó. Còn thực tế thì anh không biết. Ủa lý do là anh nghi hai người? Cái cảm giác thôi chứ không có suy luận gì hết á. Tại vì hai đứa nó không có thể hiện gì hết á. Tại vì nhìn giữa Sơn và Tùng thì thấy Tùng có vẻ là ở dưới.
Còn Sơn sẽ là trên. Vậy thì cái người mà có thể cả nam và nữ đấy là Sơn. Thì thích em đúng không? Thì để coi. Để coi ha. Để coi tới cuối chương trình còn nhiều thứ mắc cười lắm. Tại ngôi nhà chung, trong lúc các thành viên còn lại đang tất bật chuẩn bị cho bữa cơm trưa, dường như mối quan hệ bùng binh giữa Tùng, Sơn và Mai đang khá là căng thẳng. Anh thích uống trà hay trà sữa? Anh thích uống em. Anh thích uống em. Uống sao? Lẽ không cắm vô kia uống à? Ủa, em chưa từng uống con gái à? Không. Chưa. Vậy em muốn con trai à? Không. Em ăn. Hả? Em ăn, em không uống. Bà nhìn ánh mắt kiểu tụi bay nói cái gì? Nhìn những người lớn đang nói như vậy. Ủa, tặng thắng là sao ta? Tặng thắng gì? Tặng thắng là sao? Mắc ho. À, mắc ho. Ok. Ho thì ho hoài. Mặt con này hay cà khịa lắm. Đấy. Cái gì mặt con này? Mặt con này là sao? Rồi anh gọi nó là con Tùng. Con Tùng? Tại sao lại gọi là con Tùng? Bởi vì em gọi đó là chị Sơn. Ủa, em hiểu chưa? Em hiểu cái anh nói chưa? Em hiểu cái anh nói chưa? Em không muốn hiểu. Em không muốn hiểu. Sao anh uống miếng nước với? Con Minh ơi. Ôi là chuyện cái mặt vậy ha. Anh phải lấy lòng phải lấy lỡ cơ mà. Anh phải a à, đừng anh đừng ơi, anh lộn rồi anh lộn đến anh ơi em nhìn thấy mà hai cái mắt rồi nha, cái mặt thằng bé nó phi gậy. Bạn em mình chuẩn bị đồ chưa? Em sẽ sẵn sàng rồi. Ôi, dạ. Chương trình nhưng mà thông báo cái là mở khóa đi luôn. Còn anh chưa thôi đúng không? Tí bọn anh ra nhắn tin ngồi đợi. Đâu có đâu. Xong rồi chỉ cần chương trình thông báo xong em nhắn một text là bọn anh lên xe đi về. Đâu không dám quay vô nè. Ủa anh nói gì vậy? Anh nói gì vậy? Chỉ có anh là đang trong vòng nguy hiểm thôi. Anh hiểu không? Người ta đang an toàn hết trơn rồi. Anh không lo cho anh lo cho người ta. Anh tính làm cô bé bông đào đó hả? Bé bông đào. Nãy hai bọn anh trong căn phòng câu danh từ từ có chữ có một trận quyết chiến rồi sao bây giờ kéo tay đi ngồi ai thắng bật đó. Tay đi rồi đó đấy không phải em mới những người đàn ông là quyết chiến sinh tử chuyện gì một mất một còn hai người này chiến cái gì vậy ta sao anh lại đứng giữa trẻ cho người ta bốn mắt đi trong tình đi thôi mình dừng lại cuộc chiến nè. Đúng, mình phải vì mọi người chứ. Nói là ngưng chiến nhưng cuộc chiến ấy vẫn âm thầm diễn ra trên bàn ăn. Quay ẩn đó, anh ăn cái gì em gấp cho. Anh có vấn đề gì ạ? À? Không, không hề. Em rất vui vẻ. Ok. Ngủ ăn đi em. Ăn mà có vẻ căng thẳng quá nhỉ. Mấy đứa à, ăn cơm chúng ta vui vẻ thôi. Không. Hay cảm giác như không khí nó đang bị trùng xuống á. Anh lạ anh lên phòng đi sẽ thấy. Nó lạnh lắm hả? Sự dư âm vẫn còn. Đúng không em? Mình múc giùm em canh. Sao anh nhìn qua em? Làm sao thế? Anh chỉ múc dùm thôi nha, anh múc dùm thôi nha. Em đang nói với anh giờ chứ anh không làm gì đâu nha. Em ăn thôi mà, anh làm gì đâu. Tự nhiên mới nhướng người lên cái nhìn. Mắm. Cái cứ sẽ quay ngoài đúng không? Cái bàn này ngày cuối nó không khí nó hơi lạ nha. Ngày cuối nghe khó lắm. Trời ơi, sự lạc trôi như thế nha.
không? Một nhiệm vụ bất ngờ đến từ chương trình. Hôm nay Hoàng đã vắng mặt từ sáng đến giờ do bận công việc. Và chương trình sẽ chọn ngẫu nhiên một bạn nam trong số 4 bạn đang có mặt ở đây bằng cách cho các chàng trai bốc thăm. Ai có số trùng với số mà chương trình đã chuẩn bị thì người đó sẽ phải đi đón Hoàng về. Bữa giờ không có trò nào mà em may mắn hết ai. Vậy thì em đầu tiên đi. Kể cả trong tình cảm bây giờ nữa. Em muốn đầu tiên em là người cuối cùng. Cuối cùng là không có sự lựa chọn nha. Thôi mọi người bóc đi, em cuối cùng. Bóc cuối là trúng đó. Em muốn trúng không? Tất nhiên là trò chơi mà ngẫu nhiên. Cuối cùng là của em. Em xin. Nhưng cả 4 chàng trai không ai muốn rời đi lúc này vì đối tượng tìm hiểu của họ đều đang ở đây cả rồi. Ai sẽ là người kém may mắn đây? Bạn ba tổ chức cho em mượn đúng không ạ? Kính thưa quý vị của bạn, đây là mã số trùng ngẫu nhiên ngày hôm nay của chúng ta, đó là mã số 01. Anh ơi, anh đừng có chơi trò chơi này. Anh ơi. Vậy là dù không muốn chút nào, Sơn cũng phải chuẩn bị đi đón Hoàng. Sau bữa cơm trưa, tại phòng của các chàng trai, ba anh em chơi đứa nào bấm mà bị cái con chó cắn tay á, mỗi người sẽ được hỏi một câu thật và người đó phải trả lời thật. Ngồi xuống đây. Nãy giờ có anh ai chơi với em đó, anh thách. Có ai không nói thật đâu. Đó, ngồi xuống đây, trong lúc đang chờ đợi ngồi xuống chơi à? Tự nhiên đắt này em. Máng cái con đấy xuống đây. À, anh người đầu tiên à? Đó, không sao em. Em chỉ xui con cách trò chơi chương trình thôi. Anh đâu cần gì nữa. Rồi, em ngồi đây, em ngồi xuống. Khi mà được chương trình thông báo là em là người được ngẫu nhiên đi gặp Hoàng, thì bây giờ tâm trạng của em như nào, em cứ chia sẻ. Cay, rất là cay. Khi mà để hai người ở riêng ở đây không ăn. Không ở riêng nha. Bắt đầu từ em. Em không xui đến cái mức vậy đâu. Ôi trời ơi. À, lúc anh biết anh được đi chơi với, đi với chị Hoàng có vui không? Người ta vừa mới hỏi câu là cảm xúc sao thì thằng bé là cứ cay rồi. Đâu, con này em hỏi là vui hay không mà. Không. Một là có. Anh không vui khi đi với chị Hoàng hả? Được hỏi một câu thôi. Wow. Hỏi chỉ hai câu. Rồi, đợi câu tiếp theo rồi. Em không vui khi được đi chơi với Hoàng. Anh biết không? Thực ra là nếu mà vui hay không chứ thôi chứ mà hôm nay không phải ngày cuối và không có vấn đề gì thì em vui chứ. Bây giờ em với Tùng đều cùng đi thì em lại càng vui chứ. Em không xui đến mức độ đó đâu. Anh mở đầu. Không, em có đạo luật của em. Gục ngã. Ngoan lắm cưng. Này có lập trình gì không? Cảm xúc của em ngày hôm nay khi mà em đã nói chuyện xong với Mai, cái cảm xúc cái lúc đó của em á thì nói cũng khá là thật về cái mình cảm nhận với Mai thôi. Thì cũng hai người cũng sao anh nhìn em khá là rưng rưng. Khá là hiểu nhau. Giờ thằng bé này hỏi lại câu á, anh nghĩ anh qua được mặt em hả? Em nghĩ sao mà từ hôm qua giờ em chơi game nào em cũng thua vậy? Em nãy giờ em thua và bây giờ lại đến lượt em. Vậy thôi. Rồi, em. Mấy đứa này thật là kém tắm. Rồi. Đó, với anh thì rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà cứ hỏi đi. Ông Minh thì hỏi gì? Anh chắc bao nhiêu phần trăm là về sự chọn này? 95%. Thế thành công gì nữa? Tiếp. Thôi. Vẫn cái câu hỏi rất giống với lại Sơn. Cho em kiếm cái đồ bịt tai xíu.
Nói chung cũng bình thường hả, đâu gì đâu. Cũng vui, cũng lãng mạn. Nó hỏi cảm xúc của thì em. Em đang kể mà. Ờ. Ok rồi. Đó hỏi cảm xúc. Em kể gì mà kể. Còn chuyện mà em trả lời vô được được rồi. Ok. Sao vậy? Anh có vấn đề gì với em? Anh đâu dám có vấn đề đâu. Đó kể thì cái không khí lãng mạn nên cuộc hẹn hò nó cũng lãng mạn. Hai người nó cũng lãng mạn. Nói chung là tụi em cũng có rưng rưng. Gưng gưng. Em vui vẻ. Tiếp. Em đặt câu hỏi đi. Hỏi nhìn gì trời. Em dùng hành động được không anh? Ngoài Mai ra, trước đấy em để ý đến ai? Em phải vũ ai của bạn em. Xin lỗi nha. Xin nghe em để ý chăm anh. Với tính năng EKYC xác thực hình ảnh pickable cho bạn mắt thật sẽ chi thật. Sau khi kết thúc trò chơi tại phòng 5, Sơn đã đến chỗ làm của Kim Hoàng. Liệu cuộc gặp này có đem lại sự may mắn cho Sơn trong chuyện tình cảm hay cũng xui rủi như trong các trò chơi? Hello. Hello anh. Em cầm giúp chị. Ủa, ngờ nha. Hả? Bị bất ngờ. Sao mà bất ngờ? Thì ai biết đâu. Ủa? Thì hồi hôm khác giờ tự nhiên lên thăm tôi cũng hơi lạ. Em không nhớ. Rồi mọi người vô trong đọc kịch bản giúp mình nha. Wow, thấy tôi hoài chưa? Trời ơi. Diễn trẻ. Ê, đi vô. Em có cần một người bạn diễn. Đương nhiên là cần rồi anh, nếu như anh hỗ trợ em mà không lấy taxi. Ok, đấy là em, ok. Nếu là em đúng không? Đúng rồi. Đang chỉ diễn với em thôi. Có gì à, gọn gàng ạ. Không sao, anh biết cái nét của em rồi. Dạ, cái nét của em. Dạ rồi, xin chào mọi người. Đây là bạn trong chương trình lớp 2 mùa 18 tới thăm em ạ. Anh ấy tên là mình Sơn. Tên là Hồng Sơn. Chắc anh Sơn ngồi chơi một xíu đi, tại đang chạy kịch bản. Có vẻ như cũng không khấm khá gì hơn những trò chơi, vì trên set quay, Kim Hoàng quá tập trung với công việc và không thể chăm sóc người bạn ngôi nhà chung. Trang thoại. Dạ, để cho tôi đi nước coi. Mấy Hiệp đi xuống nè. Rồi đứng đó đi nghe. Sao, ngứa nghề chưa? Anh cảm thấy ngứa nghề chưa? Như từ đây cho tới tối anh có muốn thay đổi quyết định của anh không? Ủa thì anh thay đổi rồi thì anh mới qua đây, tự dưng anh qua đây chi. Nhưng mà hồi hôm anh cho em một cái kết quả khác. Kết quả hồi nào? Hồi hôm cái sự lựa chọn của anh là gì? Trái tim màu hồng, anh đẹp trai. Em chọn Mai nhưng mà Mai mệt nên em để ngày mai luôn. Ôi thì hôm qua em ghim anh trong tim em rồi. Hôm qua em với ủa em đâu có anh ơi, ý là em không có quyền lựa chọn hai người như mà nhìn ngay anh họ chơi. Anh họ là anh em của anh hiểu không? Ủa thì mà bây giờ kiểu thế sao? Thì anh cũng thấy hơi khó xử. Vậy bây giờ vậy lúc bây giờ vậy là bây giờ thì bây giờ thì đương nhiên anh ngồi đây thì em còn hỏi nữa. Trời rồi chơi. Dạ rồi em cho anh thời gian suy nghĩ. Anh không cần, anh rồi, nói luôn được. Chờ đợi là hạnh phúc, nhưng dường như đối với Sơn thì không. Anh chàng khá mệt mỏi khi phải chờ đợi. Đúng là không ai xui xẻo bằng Sơn. Trong khi anh chàng đang vượt vờ ở một nơi xa, thì những người bạn ở ngôi nhà chung đang vui vẻ với trò chơi cực dị. Bịt mắt bắt dê. Đầu tiên các bạn nam sẽ buộc chuông cho các bạn nữ. Là em muốn buộc vào đâu? Tay đi. Buộc cho đâu? Họ ý là buộc vô đâu cũng được. Chỗ nào nhô ra buộc chỗ đó ha. Lẹ đấy trời. Cánh tay gì? Ai cũng buộc tay cắm cái chuông được. Sau đó các bạn nữ sẽ buộc bịt mắt cho các bạn nam. Em nôn quýnh quá. Em mau quýnh anh quá ha. Luật của trò chơi rất đơn giản. Trong thời gian 10 phút, các bạn nam sẽ phải tìm bắt các bạn nữ. Các bạn nữ phải giữ không để bị bắt. Không ai được bước ra khỏi khu vực quy định. Hết thời gian, ai thua sẽ phải nhận hình phạt từ đối phương. Tôi nha, tôi ghi rồi nha. Đâu hạ luôn nha. Hạ luôn nha. Dạ, dựng dậy rồi. Ê, những thuốc bạn ở đâu bạn nói tôi biết được không?
Anh ơi, trả thù cá nhân không chơi đâu. Cái cây này nó cây gì á, chứ không phải cái cây mà chương trình giao rồi. Em bình tĩnh, bây giờ chúng ta phải thủ thế lại. Mọi người đâu vậy? Người đâu? Ai đây? Bây giờ này, phải thủ thế lại. Anh đây. Phải thủ thế lại nè. Quay cái mặt, anh đóng quay cái lưng ra. Quay lưng nè, phải thủ thế lại nha. Ví dụ một đứa nào đông vào cái là đánh lại liền nè. Đây, đứa nào? Đứa nào? Đâu? Bay ơi. Bố cái tay ra để lấy đường đỡ chứ. Không, anh phải như vậy anh mới không bị đánh. Anh nó đánh vào hạ bộ rồi sao? Bố cái tay ra để lấy đường đỡ chứ. Ủa? Từ. Lên em im lặng lên nghe tiếng. Chụp dính là trời ơi. Đây, góc này. À! Tôi còn một chỗ rồi mà trời. Đây, đứa nào ơi? Em! Ủa? Bình tĩnh. Nè, bây giờ nè, khoan bây giờ, mình đi vào một điểm này. Vâng, thế. Đứng ra, rồi, bây giờ mình ngồi xuống này. Rồi, bây giờ ví dụ này, đứa nào đánh gái là mình tập trung. Ây da, ôi. Mình tập trung vào một đứa nữa nha. 1, 2, 3. Bên trái! Ủa? Bên trái là... Bên trái mà! Bên trái! Bên trái đâu ơi? Bên trái nè. Đừng... Ây da! Quá vậy? Tao! Gì? Bây giờ mày đứng kia tao, bây giờ mày hỏi là ai vậy? Ai vậy? Mày đứng vô ngoài này! Dì! Ê! Đâu chơi phong kế? Quá! Với chiều cao này và với cái mái tóc này... Ai vậy? Mai! Đúng không? Đúng rồi Mai! Bỏi! Tiếp nè! Ê, bạn chạy không được với tôi đâu. Bạn đừng nghĩ mà chạy được với tôi. Ai anh? Anh đâu rồi? Anh? Tao ra dây rồi nè. Ủa? Ở gì ngoài kia nghe tiếng chuông vậy? Đôi giày. Ơi. Ê, sao nó ngó tao không bây giờ? Dính lên. Đâu, đây. Em mới. Đây. Rồi em biết ai luôn rồi. Ai? Để em xử cho mấy anh. Rồi. Rồi, biết ai. Anh đây nè. Tại vì biết sao không? Anh bắt đầu đánh mù Nguyên. Ui, cái riêng Nguyên để cho anh lo. Cái cây này không phải của Nguyên đâu anh ơi. Chú Nguyên là kêu đánh bếp bếp á. Ai đánh á? Ấy à. Đây, đây cái này phải là Nguyên nè. Nó vừa đánh ở đâu em? Đánh vô đầu luôn. Chắc chơi xong chấn thương cho não. Ấy à, rồi. Em. Mày dũng ba lớn. Rồi, dính nè anh ơi, dính chắc rồi. Tính chưa? Vô. Đây. Để cho em ký đầu nữa giờ cái đây. Mày. Cái gì mà ủa? Cả ba cô gái đều đã bị bắt, hình phạt cho họ sẽ là gì đây? Tôi là người già nhất ở đây. Chính vì thế, tôi xin được đưa ra ý kiến cái hình phạt đầu tiên là của tôi dành cho đối tượng mà hành hạ tôi nãy giờ. Một hình phạt này cực kỳ gọi là man dợ. Đó là phải nói chuyện với tôi 2 tiếng. Và phải nói nhá, chứ không được nghe nhá. Chỉ có nói thôi. Nói thôi hả? Đúng, bạn ấy sẽ nói cho vòng 2 tiếng. Nói 2 tiếng đồng hồ hả? Ừ. Cũng được, để lát em lên trải em thu âm xong mở lời vô lên cho anh nghe. Nói chuyện trực tiếp nha quý vị và các bạn. Phạt em nấu chè đậu đỏ cho anh ăn. Ok. Em sẽ phạt Mai hát cho em nghe đủ 20 bài. Không quá. Đây là hình phạt. Hơn nói 2 tiếng. Thôi nói chuyện 2 tiếng không. Đây là hình phạt. Không được. Cuối cùng thì Kim Hoàng cũng đã xong công việc tại phim trường. Sơn hào hứng ra mặt. Ủa bạn trai. Con chưa được. Em? Con chưa chứ được. Chứ còn là gì em? Bạn thôi. Bạn trai này là mẹ hồi. Đang tìm hiểu mà. Đúng rồi, đang tìm hiểu.
tìm hiểu thôi mà cũng chưa được chính thức tìm hiểu nữa. Công sức đi qua đây cũng đâu làm gì đâu. Rồi, khác nước đúng không anh? Chỉ là bạn thôi đó. Linh ơi, Linh, 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 Linh. Dọn giùm chị nha. Thôi dạ, tôi thử cái này. Cảm ơn anh. Lên đi. Rồi, cảm ơn anh. Coi, cảm ơn. Cho em hỏi một xíu như cái lý do mà ngày hôm nay anh tới để anh thăm em như thế này là làm sao? Ý là em muốn muốn biết thật, đang hỏi thật là anh có cảm xúc với em hay là tại vì mọi người đều đi chơi rồi anh không biết đi đâu, anh tới chỗ em anh chơi thử và anh thinh vai. Em nghĩ sao anh lại không không em không, không hỏi bây giờ em anh chưa có cơ hội nào để được nói chuyện riêng với em cả. Ừ đúng rồi, nên là anh muốn có một cơ hội để nói chuyện riêng, tìm hiểu xem cái có hợp hay không đến của em thế nào, vì thấy em cũng là người vui vẻ, dễ thương, nói chuyện rồi cũng có chính kiến. Khi mà chương trình hỏi là em có cảm xúc gì nhất, em có nói trả lời với chương trình là thứ nhất là anh Hậu, tại vì buổi sáng anh Hậu có cái ấn tượng tốt với em đưa em đi làm ga lăng đó. Cái thứ hai là anh Sơn vì em thích cái giọng nói của anh. Đó em có nói với chương trình như vậy luôn. Còn chương trình có hỏi là em có muốn ấn tượng với ai chiều? Có muốn ấn tượng với ai là sao? Ai em có ấn tượng với ai đấy. Thì anh bảo cũng có em nữa, tại vì anh khá là thích cái tính của em nên là anh ấy thì anh mới nói thì hôm nay chương trình lại tạo điều kiện. Khi mà được chương trình thông báo là em là người được ngẫu nhiên đi gặp Hoàng thì bây giờ tâm trạng của em như thế nào, em cứ chia sẻ. Cay, rất là cay. Chuẩn mực mà con gái hoặc là bạn gái của anh hướng tới là gì? Thì bạn đấy cũng có san mạc này. San mạc. Cá tính một xíu và có chính kiến và biết mình thích cái gì. Cô gì anh nói là hình như là giống em rồi đó. Thì đấy, đó là lý do anh với em đang ngồi ở đây. Hai mẫu của đàn ông mà em muốn hướng tới đó chính là một người trong giới với em mọi là sẽ hiểu tâm lý và cách làm việc của mình hơn đó, trao đổi với nhau được và cũng có thể là người đàn ông trong kinh doanh đó. Thì đó là lý do tại sao anh và anh Hậu là em nghĩ là hợp gu với em. Như hồi sáng giờ anh có hẹn hò với Mai chưa? Rồi bọn anh có một cuộc hẹn lúc sáng anh xong rồi đến Tùng. Trời ơi cô bé của tôi đắt xô quá. Ấn tượng của em mà tại sao lại chọn Mai nhỉ? Anh tiếp xúc với Mai nhiều hơn đến lúc anh cũng mang đồ ăn lên cho Mai. Vậy là tại đem đồ ăn lên, trời ơi ngày đầu là anh đã có cảm xúc với chị Uyên rồi xong tự nhiên cứ thì nó là cả em không chứng kiến được cái cuộc chơi của mọi người trong ban ngày ấy nên là lúc đó, đấy thì là điều thích đúng không? đấy xong em sẽ thấy là mọi người ghép cặp xong đổi họ tương tác với nhau thì sẽ có những suy nghĩ khác như vậy đấy, vậy cũng vậy mà. Anh biết người mà em nghĩ là song tính là ai không? Em nghĩ là Tùng. Nhưng mà khi tiếp xúc với tụi em cảm thấy thoải mái tại vì em coi nó giống như là một đứa em của em à. Như đứa em của em gì đó. Không, điều đấy là kiểu linh cảm của con gái ấy. Xong chừng vỡ ra là nó men chai thẳng thôi, chắc tôi động thổ quá. Bây giờ nhây với nó rất nhiều.